Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7 nha anh em. Rồi, cái gì đây? Linh hồn Ngọc Long, Phước lành vũ trụ và Vương miện Ám Long. Mình sẽ lấy Linh hồn Ngọc Long đi. Trận này thì mình sẽ thử xem là nhân phẩm của chúng ta là như thế nào, để xem là có thể chơi được cái đội hình gọi là bá đạo trong truyền thuyết hay không. Đó chính là 12 Ngọc Long. Cái điều kiện để có thể kích hoạt được 12 Ngọc Long thì anh em sẽ cần có được một cái trái tim Ngọc Long hoặc là vương mệnh Ngọc Long như mình này, và thêm nữa là một cái huy hiệu Ngọc Long, không thì sách chọn ấn ra cũng được, với cả thêm một cái vương miện chiến thuật nữa nhá. Điều này thì tôi thấy là hơi khoai đấy, hơi bị khó đấy. Chơi game mà cũng nào nhắn tin đi nhỉ, bực tết nhỉ. À đây, KSC Greenhouse, bạn này thì khả năng là chơi là Thượng Long kết hợp với Pháp Sư rồi. Trí tuệ công nghệ này tôi thấy cũng ngon phết đấy. Trận này thì chắc là mình sẽ kiểu bán máu đi, bán máu xem là có thiều vàng hay không. Nếu mà có thiều vàng thì anh em mình xin, chúng ta sẽ có được thêm một cái slot. Và nếu như mà anh em có một cái thìa đấy thì mình sẽ đầu tư cái lượng tiền ở cái khu rồng thiêng. Khu rồng thiêng thực chất là nó cũng có tỷ lệ ra được thìa, nhưng mà anh em sẽ tốn một cái khoản tiền khá khá đấy. Leona này, hai Aatrox Ezreal, mình đang muốn bán máu anh em ơi, bán máu một chút để xem đi chợ có thìa hay không. Nhưng mà đội hình như này thì tôi thấy là cũng khá là yếu rồi. Giờ mà yếu nữa thì chắc là anh em đấm gọi là như crep mất nhỉ. Yeah, như crep. Với cả đây là trận này có loại kim cương cho nên là cái tiến độ của trận đấu nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Kiểu anh em nào cũng mạnh hết, anh em nào cũng kiểu ép máu hết mà. AC pháp sư thì tôi thấy hơi mới nhá. Bạn này còn chưa có pháp sư nữa. Nhưng mà đầu game có 3 con đấu sĩ này thì quá là trầu luôn. Ông này mà chơi kiểu Rai pháp sư thì thôi, khá mệt. Nhưng mà con Tam Ken này thì cũng đã đủ vờn cho cái team của chúng ta ra bã rồi. Ra bã thật luôn đấy anh em ạ. Nó liếm kìa. Liếm. Thêm áo chuông gai nữa thì thôi, càng đấm là mình tự càng bay màu. Ok, càng quá. Anh em ép máu tôi quá nhở. Tiếp tục là một con Anivia nữa. Anse này, 17 tiền. Mình sẽ chơi hai thằng Taric đi, gấp đôi Taric luôn. Chắc là mình chọn Anivia vào thì nó mạnh, rất là mạnh luôn đấy. Nhưng mà thôi, cho vào sợ thằng lắm. Biết đâu đi chợ chúng mình lại có thìa hay sao đúng không? Có thìa thì có tiếc ơi, tiếc luôn. Với kiểu anh em mình ra đầu tiên ấy thì cũng chỉ có 50% tỷ lệ ra được lấy được thìa thôi. Đấy là nếu có nhá, tại vì chúng ta cũng phải cạnh tranh nữa mà. Cái gì đây? Hai cái ấn Ngọc Long. What the fuck, lãng tử tim. Gì mà nhân phẩm thế? Ấn Ngọc Long này tôi thấy rất hiếm luôn. Thôi xong rồi. Đối thủ cạnh tranh Ngọc Long có vẻ như rất đáng gờm. Tôi rồi. Đừng có thắng nha. Ui lại thắng à. Bạn này vừa có kỵ sĩ đồ long, lại còn Ngọc Long nữa. Ui con bẩn của mình vẫn là vậy mà thắng á. Cứ thua đi. Xong rồi. Toang rồi. Vừa mất chuỗi thua lại còn không được ra đầu nữa. Đừng nha. Gọi luôn à. Mọi người ơi, mình thất bại rồi đây. Đừng mà map tryhard ơi, đừng mà. Thôi xong rồi. Sệt. Thôi không sao anh em ơi, mình sẽ lấy một cái nước mắt vậy. Khá là cay cú đấy. Trời ơi, ông này nhiều hệ thế này cơ mà. Vậy mà mình thắng được. Biết vậy thôi bỏ hết ra cho xong. Thôi không sao anh em ơi. Đây lại thêm một cái khó khăn nữa rồi.
khó quá. Hoa này hơi khó này. Còn về những cái trang bị của Anivia thì mình hay hay chơi gọi là con Anivia leo rank ấy, là thường mình sẽ lắp cho nó một cái Zojin này, một cái kiếm súng này và một cái ngăn khả năng hồi phục máu, đó chính là cái quỷ thư. Đấy, ba trang bị đấy là kiểu như vừa đấm vừa xoa luôn, vừa hồi máu cho mình lại ngăn team bạn hồi máu. Hentai à, Kama 3 và Ezreal cũng sắp 3 3 sao luôn. Nhanh tay lẹ mắt này. Nhanh tay lẹ mắt thì có mỗi một con 3 sao rồi này. Nhưng mà bạn này có cả sao chết tướng nữa. Có một con Kama 3 thì tôi thấy cũng ổn rồi. Nhưng mà mình nếu như mà mình sẽ ưu tiên con Ezreal 3 sao hơn. Chắc là bạn này roll ra nhiều ấy, Kama quá thì phải. Ây à, bây giờ lại thua kìa. Trời ơi, cuộc sống à. Khó thế. Khó quá anh em ạ. À. Trận cần thua thì nó không thua cho. Mà trận cần thắng thì nó lại không thắng cho. Rất khó chịu. Giờ là mình cũng không thể nào mà tích lên cột mốc 29 à 30 luôn. Tại vì con nào cũng chơi cả. Ace cũng chơi. Gna cũng chơi, Anivia sao bán đây? Mong là trận này sẽ thắng đi. Cho em thắng trận này đi mà. Anh nào đây? Dora Amon không? Hay là Bia Tiger? Ui gặp Dora Amon luôn. Rồi xong level 5 có con Sai Phèn. Ông này khả năng cao là mới nạp thẻ xong phải. Nghi lắm. Sai Phèn sớm này ai chơi không? Khả năng cao là mới nạp thẻ mở trứng đây này. Nhân phẩm quá. Cấp 5 hình như chỉ có 2% tỷ lệ ra được những vị tướng 4 vàng mà thôi. Thôi toàn luôn. Tạm thời thì mình sẽ bán AC đi nhanh em nhé. Để có thể tích lên cột mốc nó chẵn tiền. Chút nữa thì chúng ta có thể đổi lại thì cũng không sao. Linh hồn Ngọc Long. Trận này thì linh hồn Ngọc Long gọi rồi. Ngọc Long gọi rồi. Ngọc Long ơi là Ngọc Long ơi. Leona, Nidalee, Aatrox và Sylas. Cũng không bắt thêm được con nào cả. Thôi không sao anh em ạ, cố lên. Biết đâu đánh quái ra thìa thì sao. Tôi chỉ cần cái vương miện chiến thuật thôi. Tại vì cái loại công nghệ ấy, thì tôi vẫn còn một lần đổi lại. Đấy. Hên hên anh em mình vẫn có thể ra được. Cố lên nào. Pùm. Bị ép là ngon này. Mình sẽ lắp cái Zojin trước nhá. Gì đó. Tiền à. Kain. Gì nữa. Virus. Ok. Bạt luôn. Leona thì chúng ta cũng 2 sao rồi. Trận này là Huyễn Long quá tải điện năng. Kẹp thêm một con ấy cũng ngon. Cho này vào đây đi. Năm Ngọc Long. Nỏ sét à. Nỏ sét cũng khá là phù hợp khi mà nó vừa giật lại còn giảm kháng phép. Ezreal 3 sao rồi khá mệt. Nhìn qua thì chúng ta có thể gặp ông chơi Diana. Cho nên mình sẽ accept bo góc ở bên này nhá. Mắt cho hát. Chơi chơi tập trung 100% công lực luôn. Chơi thật cho anh em xem luôn. Đấy biết ngay mà. Anh em chơi game. Ông này cũng chuyển sang bên này à. Em chơi thì chúng ta kiểu nên gọi là định hướng ở trong đầu ấy, là chúng ta sẽ gặp ai gặp ai gặp ai, nó có tỷ lệ thôi. Anh em mà dự đoán chính xác may mắn đấy, chúng ta có thể dự đoán chính xác. Còn xui thì không sao, anh em cũng chả mất gì cả. Đấy, ví dụ gặp ông Thread bên kia, ông kéo con Anivia, chúng ta phải căn sao cho nó tỷ lệ đúng không? Đấy. Win luôn đây này. Giờ chắc là mình sẽ giữ máu thôi, không bàn máu nữa đâu. Khi đi chợ đầu tiên có thìa thì khi đi chợ thứ hai chưa chắc đã có. Nào, chúng ta cũng cùng xem lõi gì đây. Pum. Rồi luôn rồi đó. Thời tới rồi anh em ơi. Trái tim Ngọc Long. Thấy chưa? Con tim đã mách bảo chúng ta phải chơi Ngọc Long. Tín hiệu từ vũ trụ thì cũng bắt chơi.
Vậy thì trận này là không chơi, đúng gọi là có lỗi với những người anh em đam mê Ngọc Long phải không nào? Điều kiện để có thể có được gọi là 12 Ngọc Long thì chúng ta chỉ còn một cái nữa thôi. Đó chính là Vương Miện Chiến Thuật. Cần hai cái thìa cho nên hơi quài đấy. Hoặc là thêm một cái lõi công nghệ nữa, như là những cái lõi mà kiểu gia tăng người của anh em ấy, như là gì nhỉ? Tuyển nhân sự. Tuyển nhân sự là lõi kim cương hơi khó. Hoặc là có một cái lõi nó mạo hiểm hơn, Vương Miện Hắc Hỏa. Đấy, cái lõi đấy đây. Và thêm một cái lõi nữa, đó chính là nâng cấp kinh nghiệm. Một trong ba cái lõi đấy nữa thì mình nghĩ là vẫn có thể được. Và túi xẻng. Túi xẻng nữa nhá. Túi xẻng thì anh em mình có thể nhờ cái khu rồng thiêng thêm một cái xẻng nữa. Mát chơi hát này, bạn này chơi cốc ký pháp sư này. 12 Ngọc Long 4 tượng, 25% hồi máu và 100% tốc độ đánh. Ui dồi ôi, đội hình kiểu truyền thuyết mà. Nhân phẩm thì chúng ta mới có thể chơi được cái hình đấy thôi. Xem nào. Taric, Leona, Lilia. Mình sẽ kẹp tạm một con Volibear vào đi. Chúng ta sẽ có được 3 chiến binh rồng nhá. Taric thì cũng không cần nữa rồi. Gna thì chắc là mình cũng sẽ ôm một chút để có thể lên 2 sao thì nó cũng tanh ngon. Lãng tử tim. Ôi rồi ôi, cũng chơi luôn rồi anh em ơi. Con nghiện Ngọc Long rồi. Bạn ấy cũng có hai cái ấn Ngọc Long mà. Không chơi thì cũng rất là phí đúng không? Nhìn qua thì càng đấy. Giáp tự chế luôn. Giáp tự chế thì tôi thấy không phù hợp. Mình thì mình vẫn cảm thấy rằng mình chơi Ngọc Long xịn hơn ông này. Ủa, anh em biết tại sao? Tại vì mình cần hai cái, mình có hai cái ấy rồi, một cái linh hồn Ngọc Long và vương trái tim Ngọc Long, thì nó không cần phải thêm slot nào cả, đúng không? Sẵn hai cái luôn, ngon luôn. Mang trái hát, Tiger Beano, để đâu ra cái vương vương miện chiến thuật thế này? Mệt nha, mệt nha. Cái này chỉ cần có là kích hoạt được luôn, không cần làm gì hết, không lắp ấn các kiểu gì đâu. Nhưng qua thì chúng ta có thể lấy một đai máu, một BF. Thôi mình sẽ lấy cái vuốt rồng trước đi. Tôi thấy là nhiều anh em chơi pháp sư lắm. Anivia thì cũng gây sát thương phép, Ezreal cũng sát thương phép. Đây, Karma các kiểu cũng sát thương phép cả lũ hết. Không có vuốt rồng thì coi như trận này sẽ bị thua. Mình sẽ lắp luôn vuốt rồng nha anh em nhé. Còn về phần những cái trang bị thì quỷ thư hay là kiếm súng thì chúng ta cũng sẽ để sau. Hay dài dài Volibear. Thuật sĩ. Trong cái bộ tộc thuật sĩ này thì anh em mình có một cái con Lulu. Lulu kết hợp với COU thì nó cho thêm được hai bí ẩn nữa, cho nên là chút nữa chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị Lulu nhé. Đây này, bạn này Hentai này, Hentai Z này, R18 đây, không biết là xem nhiều linh tinh ấy. Nhân phẩm búp à, ba con ba sao rồi. Oh, thực chất là bốn con, Leona, Taric, Ezreal và Karma. Level 5 bốn tướng ba sao, cháy thế nhở? Nó còn thêm người nữa. Mệt thế nào. Ê, bất lực rồi. Bất lực thật rồi anh em ạ. Máu bắt đầu tụt rồi. Thờ Red Nunu à. Cấp 7 cho tạm Nunu vào cũng được đấy. Nhưng mà tôi thấy là kẹp thêm con Lulu thì ngon hơn. Chiến binh rồng chúng ta cũng không dồn đồ mà đúng không? Zusu hay là Greenshaw hoặc là Doraemon. Doraemon mà. Emon, Doraemon hay là Doraemon. Chúng ta gặp Zuzu rồi.
Có cái lõi pháp sư đầu tiên. Khả năng cao là từ con Ace pháp sư xoay sang con này à? Cháy thế nhở? Phước lành vũ trụ đẹp luôn. Tôi toang rồi. Đội hình của chúng ta mà không có quỷ thư ấy thì mình đảm bảo với anh em mà không đánh bại được con Illaoi châu bò gì đâu. Mệt lắm. Anivia của chúng ta xếp góc bo sâu quá cho nên là nó cũng chưa sử dụng được kỹ năng nhiều. Thua hơi đau 12 máu. Bực ở đây. Hơi bực ở đây. Đấy. Lên. Đây. Chúng ta sẽ có được thêm hai thuật sư. Thuật sư này thì nó kiểu đội địch sử dụng kỹ năng hoặc là team mình sử dụng kỹ năng thì những vị tướng thuật sư nó cũng sẽ được hồi mana. Xem nào, trận này là hơi khó nha. Úi giời ơi. Có một cái đai máu đây rồi. Ngon lành cành đào phết. Mình sẽ lắp một quỷ thư luôn. Thực chất thì kiếm súng nó không ngon bằng quỷ thư này đâu anh em. Tại vì về căn bản thì tượng Ngọc Long cũng đã hồi máu cho mình rồi. Đấy, cũng ngon rồi. Pháp sư này. Mastery Hat Thượng Long và nổ Soul Pháp sư. Bên này thì cũng Anivia rồi. À, choàng thỉnh thủy ngân luôn. Anh à, đã nghèo rồi, khó khăn rồi lại gặp ông chơi cạnh tranh nữa. Đấy, tôi thấy rất là kén anh em chơi Ngọc Long luôn. Mà càng kén chơi 12 Ngọc Long. Tại vì nó khó mà. Khó cực. Thôi cháu chịu con xô này rồi đấy. Xô này hình như là mới được chỉnh sửa lại kỹ năng nó kinh khủng vãi. Chứ nếu bạn này lắp xô gì nữa thì ai chơi với bạn Master Hat này đúng không anh em? Hoặc là Aussie nữa kìa. Ui, kỹ năng kìa. Mình đầu nút đầu hàng ở đâu nhở? Cay thực sự luôn. Thôi không sao anh em ơi. Cố gắng cố gắng. Mấy ông mày chơi ghê quá. Chơi kinh quá nhờ. Nói gì đây? Rồi luôn rồi, rồi luôn rồi. Vương miện hắc hỏa đây rồi. Nhận hai kích cỡ cho đội hình nhưng phải chịu 100% sát thương thêm từ người khác. Sẽ phải liều lĩnh. Bắt đầu mình sẽ úp cấp 8 và roll thôi nào. CEO Yasuo à. Yasuo thì có vẻ ngon này. Vậy là cấp 8 thì chúng ta có thể chơi được 12 Ngọc Long nếu như mà roll ra được Soraka và Nico. Soraka và Nico của tôi đâu? Bỏ con này đi. Cho Yasuo vào. Này bên đây. Tướng Ngọc cái tượng Ngọc Long này thì nó kiểu không cộng dồn nhiều lắm đâu. Anh em chỉ cần búp mỗi con được hưởng một chút là được. Mình sẽ biến Yasuo thành chiến binh đồng nha anh em nhé. Ui Nami à. Cháy thế. Nami kiểu siêu giật Pikachu á. Nico và Shizuka của tôi đang ở đâu rồi? Ok. Cấp 8 có 10 người đấy. 10 người mà không ăn lại thì thôi. Rồi xong rồi chán con Sôn Pháp Sư thì ông này chuyển sang Ao Xin Pháp Sư. Nó lại còn tởm hơn nữa. Design Bát. Bát này thì chúng ta có thể kẹp thêm bí ẩn được. Tại vì đang dư Ngọc Long. Đấy, cũng như là đang dư chiến binh rồng. Anh em chơi ba chiến binh rồng là chúng ta cũng được rồi, đúng không? Đó này đi. Này, này. Này đi. Kiểu con nào cũng được tượng ngọc mà. Và tượng ngọc này thì xếp cao cao lên chút thì nó kiểu nổ sớm. Doraemon. Bạn này thì thuật sĩ. Thuật sĩ à? Trận này nhiều anh em chơi Anivia quá. Cho nên là tỷ lệ mà mình lên được Anivia 3 sao ấy thì nó cũng rất là thấp. Cực thấp luôn.
Ông Ngọc Long cũng chơi, bảo này thuật sĩ là cũng chơi lâu ăn. Kho thần tích có trang bị xịn mà chưa biết lắp cho ai kìa kìa. Big Go. Giờ chúng ta phải trân trọng từng một cái trận thắng một. Từng một trận thắng luôn. Bây giờ mà anh em mình mà thua một trận thôi là hơi bị thốn. Trừ siêu nhiều máu. Có Nico cầm thìa, không biết là có ai lấy hay không đây. Nhưng mà tôi thấy một con rất là ngon hơn, đó chính là Yasuo. Đây, chúng ta có thể lắp thêm một cái huyết kiếm khi mà Yasuo cầm sẵn cái bị ép như thế này rồi. Ngon lành đấy. Còn con bát này thì mình kẹp vào để có thể tăng tỷ lệ roll ra thôi, cũng như là có thêm được bí ẩn. Gì đấy? Yasuo 2 sao level 8, 5% anh em ạ. Ngon lành cành đào luôn. Trận này là mình nghĩ là con Yasuo này nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Sẽ giữ máu rất là ổn định khi mà chúng ta kích hoạt 12, chưa kích hoạt 12 Ngọc Long. Còn 12 Ngọc Long rồi ấy. Để chơi tôi cho anh em biết là ai trùng qua đất này nữa. Như này, lỗi này mà không chơi Ngọc Long nữa thì thôi. Xóa game, xóa lên mình đi. Lãng tử tim. Đấy, ông này không có slot cho nên là biết lắp ấn Ngọc Long cho ai đâu. Khổ là chỗ đấy. Nhưng mà bạn này vừa level 7, mình level 8, 10 người thì khả năng bạn này sẽ phải tạm dừng cuộc chơi rồi. Ok. Nice. Cảm giác khi mà chúng ta gọi là cho những cái đối thủ mà cạnh tranh bài của mình ấy mà tạm dừng cuộc chơi sớm ấy, cảm giác rất là vui. Đấy, vui vãi. Cho đi hết. Chờ anh em nhờ. Nico này. Nico này thì chúng ta có thể thay vào vị trí của như này đi. Như thế này thì chúng ta sẽ có được hai hóa hình. Tại vì con Taric thì nó cũng không được kích hoạt thêm hệ gì cả. Vậy là chúng ta còn thiếu Shizuka nữa thôi. 4 tượng và cộng 25% hồi máu. Thêm một hồi tốc đánh thì thôi khỏi bàn. Đánh như cái máy rồi. Zusu. Bạn này thì chơi pháp sư. Illaoi này tôi nãy tôi sợ, cực sợ con Illaoi này luôn. Nhưng mà giờ anh em hãy cùng nhìn xem, có quỷ thư, COU lại còn gây được thêm cái lượng sức tương chuẩn. Ôi giời ơi, Yasuo kìa. Yasuo múa dẻo quẹo. Nhờ. Múa dẻo quẹo luôn. Binh Boang. Hay. Một ông nào cũng phải đi tầm mấy bay máu rồi. Nhưng mà tôi chỉ cần thua hai trận thôi đấy anh em thì mình sẽ phải đi luôn á. Thật, tại vì cái lõi này nó nguy hiểm lắm. À, trong thủy ngân. Cái này có thể lấy được nhá anh em nhá. Không cần phải roll nhiều đâu. Chúng ta có thể lấy luôn. À, trong thủy ngân thì chúng ta có thể lắp cho Yasuo. Còn kiếm súng hashtag thì anh em mình có thể lắp cho Anivia. 500 ma thuật thì nó cũng không ngon lắm. Tại vì đồ chúng ta đã lắp cho những vị tướng toàn là đồ đẹp hết rồi. Gna 2. Rồi. Này cho mày luôn này. Áo trong bóng tối thì nó cũng không cần thiết đâu anh em. Còn con COU này á, COU này thì lắp đồ tanh thì tôi thấy là nó ngon hơn đồ đam luôn. Thật, tôi chơi nhiều cảm nhận là thế. Ba bí ẩn chúng ta kẹp thêm Nami nữa. Còn giáp này mình sẽ thưởng nốt cho Nico đi. Và anh em nào mà đang xem đến đây rồi thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đừng quên comment đội hình mà anh em yêu thích nhất để mình có thể chơi cho anh em xem nhé. Tôi sẽ đọc hết comment của anh em và trả lời tất cả comment của anh em luôn. Đọc comment của anh em thì tôi thấy rất là bất lực với mấy ông gọi là comment xem chùa. Tôi đọc comment thì có ông comment là gì nhỉ? Hình như là bị ảnh hưởng của Covid. Em gọi là xem mà cứ toàn gọi là quên like thôi. Covid anh em bị kiểu quên rồi, hay quên quá nhỉ? Bùng dã man. Tôi cũng bị từng bị Covid rồi đây. Nhưng mà tôi gọi rất là hay nhắc anh em xem like đấy.
nào cũng phải nhắc nhở anh em ấy này. Thì ông mặc tôi gọi là suốt ngày nhắc về cái vấn đề này. Nhắc anh em tự giác đây, anh em tự giác like đây. Giác like cái nhẹ đây. Đúng không? Nay tạo động lực cho mình ra nhiều video chất lượng hơn, hay hơn. Rồi. Với cả anh em nào một cái bạn Facebook của mình ấy thì cũng có thể gửi lên một cái bạn. Link Facebook thì mình sẽ để bên dưới. Đây. Còn về phần những cái phần ý tưởng ấy, thì ý tưởng nào nó hay, nó bá đạo thì mình sẽ ưu tiên làm trước nhá. Let's go. Quay trở lại với trận đấu thôi nào. KSC Greenhouse, bạn này thì chơi pháp sư thượng long đầu sĩ, kèm thêm cả bí ẩn nữa. Ghê thế. Có 750 tiền, khá là giàu. Tiếp được trang bị và ấy nữa. Ui rồi, hơi mệt với bạn Nami này. Nhưng mà chúng ta cũng có vút rồng rồi. Nhìn qua thì mới 10 ngọc long thôi, khả năng hồi phục là rất kinh khủng. Yasuo gần như không bị mất máu. Có cả huyết kiếm lại còn tượng ngọc long bút máu nữa mà anh em. Rất bá. Binh bòng. Người chín máu luôn, đau hết nhờ. Mình có Zui. Bây giờ mình chỉ cần con Shizuka nữa thôi anh em ơi. Shizuka nữa thôi là 12 ngọc long. Mà xin luôn. Xin game luôn. Đây ông Hentai đây. Hentai này ghê quá. Thật si bí ẩn. Cháy thế. Ai đây nào? Đây rồi các bạn Hentai này. Rồi nha. Con Ezreal này có giết khổng lồ, có các kiểu con đà điểu luôn. Vút rồng áo tròn gai. Có cả quỷ thư ngăn hồi máu này. Mà quỷ thư tôi thấy bạn này cho Kama thì ngon hơn Ace đấy. Nhớ anh em nhỉ? Tôi thấy là như thế. Yasuo nào, quẩy vào vùng trọng tâm nào. Nice. Đi một sải chưa. Level 8, Aosin 2. Một ra ba con. Hay à. Mình level 8 đây, có Yasuo 2 đây. Tôi roll ra một con, đi chợ lượm một con. Và tỷ lệ phần trăm nhờ con bát nó thêm được một con nữa. Thực chất là mình có thể roll full ở level 8 cũng được. Nhưng mà cái tỷ lệ ra được Shizuka thì nó cũng hơi thấp. Cho nên mình sẽ lấy thêm một con Soul đi. Một Soul cho nó nhiều tiền. Đã còn quyền năng khổng lồ này thì mình sẽ ném cho Yasuo nhá. Năm mươi chín tiền bán cái này đi là 61 này. Cho Yasuo lên. Yasuo lên rồi. 52 tiền có thể lên cấp à. Juju Asin pháp sư. Sợ phết. Trận này là trận kiểu như là anh em nào chơi cũng kiểu chơi hạt hết luôn mà. Ông này Asin pháp sư 2 à. Đùa chứ, hai ông Asin pháp sư 2. Ảo vãi nồi. Thật với anh em luôn á. Không những Asin pháp sư 2 lại còn Zoe 2 bát các kiểu. Bạn này thì có nâng cấp kinh nghiệm thì không phải nói rồi. Bạn kia người hên này. Bạn này roll level 8 không phải level 9 đâu. Ui giời ơi, đái không xin nhê nha. Hatsuki mạnh quá. Tại vì chúng ta đang còn kẹp 3 bí ẩn đây này. Tôi mà ghét ông nào chơi pháp sư ấy, tôi kẹp 4 bí ẩn cho gọi là khóc luôn. Lại bát tiếp. Mình sẽ úp cấp pha này ông ta. Ồ, 2 máu. 11 và 23. Chắc mình sẽ úp cấp luôn đi. Đây rồi, Shizuka của chúng ta đây rồi. Cho nốt thằng này vào. Được chưa anh em ơi? Được chưa, 12 ngọc long trong truyền thuyết đây. Lại còn tôi kẹp bí ẩn các kiểu con đà điểu ở đây nhá. Phê dã man. Rồi, Asin pháp sư đây.
Xem nào. Đứng hình đi. Asim pháp sư này thì cũng căng. Cũng căng đấy. Nhưng mà cái team của mình hình như là con Yasuo này nó bất tử rồi. Gọi luôn. Tính tiền cho mắt choi hát. Pew. Cuộc chơi của chúng ta khả năng sẽ còn lại hai người thôi. Solari. Solari này thì mình sẽ ném cho Nico. Theo anh em thì con Bát mạnh hơn hay là con Lulu mạnh hơn? Lulu thì vừa có bí ẩn lại vừa có thuật sĩ. Nhưng mà con Bát nó có một cái khả năng, đó chính là cho cái con Alcin là tắt nứng đi. Nhờ cho nó đang không cho khè luôn. Đang khè 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 kiểu không cho nó tích mana nhiều quá. Cho nó đóng đóng băng đi. Nico này. Bát 2 này, ok. Nico 2 nữa thôi là mọi chuyện sẽ được chấm dứt. Nice sir. Đội hình tôi thấy là mắc binh nhất rồi đấy. Còn Soraka 2 nữa, cố lên nào. Không phải, không quá rồi. Lôi Long pháp sư, Yasuo pháp sư. Yasuo pháp sư trong truyền thuyết là đây chứ đâu. Bạn này 23 máu. Ở vòng 6 này nếu như mà đội hình của chúng ta có 11 người thì khả năng cao sẽ phải tạm dừng cuộc chơi luôn. Nếu như mà Alcin pháp sư không được thể hiện. Đúng là như vậy, Bát đã làm một pha chiêu cuối khá đẹp. Và đội hình 12 Ngọc Long bất tử trong truyền thuyết. Tính tiền Hatsuki. Vậy là trận đấu của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye.